Chồng ơi, chồng. Ừ. Anh dậy đi, em khó chịu quá. Thì em chịu khó một tí đi, đừng làm phiền nữa. Sáng sớm người ta đã gọi rồi. Sớm sủa cái gì nữa, 12 giờ trưa rồi. Em chưa ăn được cái gì, em đang khó chịu lắm đây này. Con nó cũng đói, nó đạp loạn lên đây. Thì giờ em đi nấu đồ ăn đi, nấu luôn cho cả anh nữa, anh cũng đói. Em đã nhờ anh mà anh lại còn sai ngược lại em à? Này, mới bầu bí vào mà em học được cái thói sai vặt rồi à? Đừng làm phiền anh nữa. Này, nếu mà không nấu cái đồ ăn ý, thì gọi đồ ăn về. Đang ngủ ngon bực cả mình. Anh đi ra chợ mua cho em ít thịt với ít rau đi, nhà chẳng có gì để ăn cả. Sao em không đi đi? Anh đã không nấu rồi thì anh đi đi. Sao anh lười thế? Anh làm được cái việc gì cho cái nhà này hả? Này, em đang có bầu như thế, đi lại vận động đi cho con nó khỏe. Biết thế ngày xưa tôi chẳng lấy anh nữa. Đúng là có mắt như mù mà. Chẳng nhờ được cái việc gì cả. Chẳng nhờ được cái việc gì cả. Sao mày đánh con trai tôi thế hả? Đây đây đây, mẹ xem. Này, từ lúc bầu bí nhá, là cứ sai con hết việc nọ đến việc kia. Có mỗi cái việc mang thai thôi, gì đâu mà ghê gớm. Đúng rồi, mang thai sinh con chứ có gì đâu mà ghê gớm. Mẹ, mẹ làm gì đây? Vợ bỏ anh ra. Này thì bầu bí không làm sao này, bầu bí chỉ bình thường thôi này. Này, nội trong ngày hôm nay con phải mang quả dưa này ở bụng. Nếu như không làm sao ấy thì mẹ tha cho con. Còn nếu như con làm hư hỏng quả dưa này á thì mẹ sẽ đánh cho con nhừ tử. Mà con mà dám tháo quả dưa này ra á thì con đừng bao giờ về cái nhà này nữa, nghe chưa? Đấy. Mẹ quá đáng thế. Thế bây giờ là con cứ phải loanh quanh mãi trong nhà à? Thế con Trang nó mang bầu 9 tháng 10 ngày thì nó có đi chơi suốt ở đâu được không? Một ngày thì một ngày, có gì đâu mà phải sợ. Dậy, dậy mau lên, dậy đi mua đồ ăn cho mẹ với Trang đi, mẹ đói lắm rồi. Vẫn sớm mà mẹ. Đêm qua con bị quả dưa này đè khó thở, không chịu được. Thôi mẹ để cho con ngủ thêm một tí nữa đi. À, mẹ bảo Trang đi nấu ăn đi nhá. Thế lúc con Trang nó bầu bí, nó nhờ mày nấu cho nó, mẹ có nấu cho nó không mà bây giờ mày đòi hỏi hả? Dậy, nhanh lên, có dậy không? Thôi, thôi, con xin mẹ đấy, con không biết đâu, mặc kệ. Dậy, nhanh lên. Thôi mẹ ơi, hay là để con im cho mẹ dậy nó. Không á, nó ỉ lại hết việc cho con ấy. Có dậy không? Đó. Dậy, à, dậy nào, à, dậy, nhanh, dậy, à, dậy, dậy. Ê, thôi, 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 đây, 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 con dậy đây. Sao số tôi lại khổ này? Ê. Mẹ ơi, anh chưa nấu ăn bao giờ, không biết là có làm được không ạ? Con cứ ngồi im đấy, nó phải làm thì nó mới biết được phụ nữ phải chịu khổ như thế nào. Nó mới chịu khổ có một ngày thôi. Kệ nó đi. À,
Cuối cùng cũng xong. Mệt quá. Đi ngủ ạ. Quần áo chưa giặt, đi đâu mà đi? Mẹ, con làm bao nhiêu việc con còn chưa được nghỉ ngơi kìa. Không xong việc thì đừng có mong mà nghỉ ngơi. Đi làm nhanh lên. Cửa ra khỏi nhà đằng kia. Mẹ, mẹ không thương con nữa rồi. Ừ, mẹ thương con dâu mẹ hơn. Đi làm nhanh lên. Thế này thì ngồi làm sao được. Cái lưng. Biết thế vùng lên từ đầu có vẻ bây giờ không khổ như này không? Sướng quá, được nghỉ rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ. Đã có chọn lau nhà gì đâu mà nằm nghỉ ngơi hả? Thôi, con không làm đâu. Bây giờ con là bà bầu rồi, con cần được nghỉ ngơi. Con dám cãi lại mẹ hả? Dám cãi mẹ, Đây, 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 mẹ đánh con đi. Đánh đi. Thôi sao? Con thôi. Tao sẽ cho mày tại nguyện luôn. Con xin mẹ, em cứu anh. Đâu dễ thế nhỉ? Thôi, cũng sắp hết một ngày thử thách rồi mà, mẹ tha cho con đi. Hết cái này, mẹ sẽ có cái khác. Con trai mẹ cứ yên tâm. Sao lại còn cái khác nữa? Mẹ hành con chưa đủ à? Mẹ vừa đăng ký cho con trải nghiệm đau đẻ ở bệnh viện. Mai mẹ con mình sẽ đến đó. Em cứu anh đi. Em mà không cứu anh chắc anh chết đấy. Em không biết đâu, anh tự lo đi. Vợ, anh có lỗi với vợ mà. Anh xin lỗi vợ. Anh hứa lần sau anh sẽ không bỏ bê vợ con nữa. Mẹ, con hứa từ nay con sẽ là một người chồng đảm đang ạ. Mẹ tha cho con lần này đi. Mẹ tha cho con lần này. Còn lần sau con còn bắt nạt con dâu của mẹ nữa thì con đừng trách mẹ không phải là mẹ ruột của con. Con biết rồi. Con hứa lần sau con sẽ là một người đàn ông tốt. Công việc mới của anh thế nào rồi? Ok quá luôn ấy. Mà công nhận ấy, làm ăn ở công ty lớn thích thật đấy. Lương vừa cao, mức đãi ngộ lại quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà anh cũng công nhận ông chồng em chịu khó chăm lo cho anh phết. Anh liệu mà làm việc đấy nhá. Này, đừng để việc gì đến tay em đấy. Không phải một tay em lúc nào cũng che được bầu trời đâu. Anh biết rồi. Anh còn phải kiếm tiền để nuôi tục tưng của anh nữa chứ. Chỉ được cái khéo mồm thôi. Mà này, em nói trước nhá, đừng có mở sau lưng em. Mèo mà gà đồng một con nào ấy, chết với em đấy. Anh biết rồi. Anh lúc nào anh chỉ có mình em thôi, làm gì có ai đâu. Thôi đi, em còn lạ gì cái tính của anh nữa. Cứ có con nào ngon ngon ý là dụ dỗ ngay. Mà này, em đã cảnh cáo rồi đấy. Anh mà đi với con nào ấy thì chết với em đấy. Em yên tâm. Anh lúc nào cũng chỉ có một mình tục tưng đợi anh thôi. Chỉ được cái khéo mồm thôi. Yêu lắm cơ. Thank you.
Tôm đi học ngoan nhá. Chiều bố và dì sẽ đón con, nhớ chưa? Bố ơi, bây giờ mẹ không đưa con đi học nữa hả? Ngoan nào, cuối tuần mẹ sẽ đến đón con nhá. Chỉ cần con ngoan là mẹ sẽ đón con thường xuyên rồi. Dạ vâng. Dì biết là Tôm chưa quen, mà Tôm cứ yên tâm nhá. Dì sẽ yêu thương con như con ruột của mình nhá. Này này, vài tháng nữa thôi ý, là Tôm sẽ có một em bé để chơi với Tôm, đồng ý không nào? Đúng rồi, Tôm sẽ có một người em rồi đấy. Thôi con vào đi, không muộn học bây giờ. Con đi học đi nhá. Con nào bố? Ừ, bye bye con. Anh biết là Tôm nó vẫn chưa quen em. Em phải cố gắng chiều nó nhá. Anh nói cái gì vậy? Em coi Tôm ý như là con đẻ của mình. Mà em cũng đang mang bầu nữa. Cái cảm giác làm mẹ thật là tuyệt anh ạ. Anh xem nào. Anh đoán chắc hai anh em này sẽ quý nhau lắm đấy nhở. Thôi mình về thôi anh. Ừ, bây giờ anh đưa em về rồi anh đến công ty nhá. Em muốn ăn gì thì em cứ ăn thoải mái. Dạ vâng ạ. Cậu làm việc kiểu gì này? Tại sao mọi công trình đều bị đánh giá là yếu kém thế này hả? Cái này chắc là có sai sót thôi anh ạ. Tất cả mọi vật liệu xây dựng em đều dùng loại 1 mà. Loại 1? Đây mà loại 1 à? Cắt xén công trình, thay đổi nhà cung cấp, đút lót cấp trên. Cậu xem, bản thân cậu còn cái gì cậu chưa phạm phải không hả? Ấy, anh Hoàng, sao anh nóng dữ thế à? Mọi chuyện nó đều có cách giải quyết mà anh. Giải quyết? Cậu muốn giải quyết thế nào? Cậu biết cậu đã làm thất thoát ở công ty bao nhiêu rồi không? Cậu về sắp xếp lại giấy tờ, bàn giao lại công việc cho giám đốc của cậu. Chờ giấy triệu tập của tòa án đi. Anh Hoàng ơi, sao lại liên quan đến tòa án hả anh? Anh em mình đều là chỗ quen biết đi lại mà. Quen biết? Tôi không quen biết với loại người như cậu. Trước kia, Ngọc xin cho cậu vào công ty, tôi cũng băn khoăn về năng lực của cậu. Nhưng Ngọc cứ đảm bảo mãi nên tôi mới cho cậu vào công ty. Bây giờ tôi đang rất hối hận vì ngày đó tôi đã mềm lòng cho cậu vào công ty. Bây giờ cậu làm thất thoát ở công ty bao nhiêu cậu có biết không? Anh Hòa ơi, anh cho em xin một cơ hội thôi, anh cho em xin một cơ hội. Em hứa là em sẽ không như thế nữa đâu ạ. Ra ngoài, bên tòa án đang thiết lập hồ sơ. Anh... Ra! Bầu đấy. Thế nên ta cần bồi bổ cho em trai của mày biết chưa? Hả? Mà sau này con trai của tao sinh ra ấy, cái nhà này với cả cái công ty ấy sẽ là của con tao. Mày liệu thân hồn ấy mà cút về con mẹ mày đi nha. Ngọc. Cậu ơi. Cậu ơi, em cứu anh đi. Này, sao anh đến gọi em trước? Chuyện này chỉ một mình em cứu được anh thôi. Em cứu anh đi, cứu anh đi. Từ từ, có chuyện gì ra ngoài nói. Đi. Này, dọn dẹp cho đi đi. Sao đây? Anh bị chồng em đuổi việc rồi. Lại còn kiện anh ra tòa nữa. Anh có bị điên không? Anh đã sốt ruột công trình, anh lại còn đứt lót nữa. Anh muốn đi tù à? Ừ, thì anh biết là anh sai rồi. Thế nên là em giúp anh đi. Chuyện này anh bảo em giúp anh kiểu gì đây giờ? Anh có biết nó liên quan đến rất nhiều người không ạ? Chuyện này bây giờ thì chỉ có một mình em là giúp được anh thôi. Chả lẽ em lại để bố của đứa bé trong bụng em đi tù à? Điên à? Đã bảo anh phải giấu kín cái chuyện này rồi cơ mà. Ở đây thì cũng làm gì có ai đâu. Mà bây giờ phải làm thế nào? À, hay là em bảo chồng em là giơ cao đánh khẽ thôi. Anh nghỉ việc cũng được. Thế nhưng mà đừng có kiện anh ra tòa nhá. Thôi được rồi, em cũng chưa gọi cho anh Hoàng.
Để em tính đã. Mà thôi, anh đi về đi. Có gì em gọi cho anh sau nhá. Thôi được rồi, anh em nhớ giúp anh ấy nhá. Anh là anh chờ tin tốt ở em đấy. Yêu nhá. Thôi, chỉ là cái khéo mồm thôi. Đi về đi. Cho đi về. Chết rồi làm thế nào bây giờ? Sảy thai bước đường cùng rồi. Con ơi, mẹ xin lỗi. Không thể thay thế mẹ đàn bé. Nhưng mà em đã làm hết sức rồi mà. Tại sao? Tại sao lại đối xử em như thế chứ? Thôi, em đừng khóc nữa. Tôm, con mau xin lỗi gì đi. Con không làm, con không đẩy gì mà. Anh đừng bắt con xin lỗi. Thì con có về được với em không? Thôi. Sao số em lại khổ thế này chứ? Là mẹ kế đã bị người đời ghét bỏ rồi. Nên đứa con của em nó cũng bỏ em đi là sao hả anh? Thôi được rồi. Tôm, ai đã dạy con như thế hả? Con không làm. Con không xin lỗi đâu. Đi tự ngã mà. Thôi, số rồi nó khổ như thế rồi. Con xin cảm ơn nhận mà tôi đây. Tại sao mình đứa con được đời bé thế nó còn chưa chào đời mà. Con ơi. Tôm, ai đã dạy con như thế hả? Con có biết đấy là em của con không? Ai? Ai là người đã dạy con? Hả? Anh Hoàng! Anh đang làm cái gì đấy hả? Anh dám đánh con tôi à? Tôi mà không đánh nó, nó không biết nó sai ở đâu đâu. Anh, lúc trước anh nói thế nào? Anh nói là anh sẽ yêu thương và chăm sóc con tôi. Vậy mà từ khi anh rước cái con khốn nạn này về, anh lại hành hạ nó như thế à? Chị Trang, em biết có nhiều cái chị con thích em. Mà chị... Cô im đi. Đây là chuyện gia đình tôi, cô đừng có xen vào. Cô mới là người phải im đi ấy. Đây là nhà tôi, cô ấy là vợ của tôi. Cô thử hỏi thằng con trai cô xem, nó đã giúp được gì cho gia đình chưa hả? Mày tí mà đã biết mưu hại người khác rồi. Đấy là em trai của nó đấy. Sao anh biết là con tôi làm? Có nhiều người thích giá họa cho người khác lắm. Chỉ có nó ở đấy thôi, không phải nó thì là ai? Chả nhẽ tự Ngọc là mình sảy thai à? Tôm, con nói cho mẹ nghe, có chuyện gì xảy ra? Con không làm. Con đang ăn hoa quả thì thấy một chú chạy vào nói cái gì đấy với cả Lý Ngọc. Lý Ngọc kéo chú ý ra. Con đang dọn dẹp thấy to tiếng, con chạy ra ngoài thì dì đã ngã rồi ạ. Thế con có đẩy cô ta không? Con không đẩy. Anh nghe thấy cái gì chưa? Con tôi không đẩy cô ta. Em biết chị không thích em, mà chị cũng không thể bỏ qua cho em như thế được chứ. Coi như là đứa con này không có duyên với em đi. Em không ngờ hai mẹ con chị lại đặt tiêu cho em. Cô con ơi. Cô bảo sao thằng bé lầm lì ít đói ra tay độc ác như thế. Hóa ra là do người mẹ như cô ấy. Sao? Anh nói cái gì cơ? Anh có biết vì sao mà con tôi lầm lì ít nói không? Anh có bao giờ nói chuyện với con? Anh có biết con thích cái gì, ghét cái gì không? Anh đúng là người bố khốn nạn mà. Anh chỉ cùng một ruột với cô ta thôi. Cô còn cãi à? Sao? Thẹn quá, hóa giận à? Cô không thèm nói với cái loại như cô nữa.
Nói lại chuyện lúc nãy, Tùng, bố quá thất vọng với con rồi đấy. Đừng có đổ tội cho những cái việc mà con tôi không làm. Cô cứ dạy nó như thế, mai sau phạm lỗi lớn hơn thì sao? Đấy là mạng người đấy. Ai làm còn chưa biết đâu. Lúc trước tôi có thói quen theo dõi Tôm nên có lắp camera khắp nhà. Lúc chuyển đi còn quên một chiếc chưa tháo. Cũng may là nhờ có chiếc camera này nên con tôi mới được minh oan. Sao? Giờ thì anh biết là ai làm rồi chứ. Đứa con đấy không phải là của anh đâu. Tôm, ra đây bố bảo. Nói cho bố nghe, thường ngày ở nhà dì Ngọc đã làm gì với con? Dì Ngọc thường mắng con, bảo con vô dụng. Dì bảo có em bé sẽ không cần con, đuổi con ra khỏi nhà. Dì không cho con ăn cơm, dì không cho con chơi, lại còn bắt con làm việc nữa. Thôi được rồi, bố biết rồi. Bố xin lỗi con. Con mãi mãi là con của bố. Bố có lỗi với con nhiều lắm. Bây giờ anh mới biết chuyện đấy à? Anh tự giải quyết việc nhà của anh đi. Từ giờ Tôm sẽ sống với tôi. Anh muốn đến thăm con lúc nào cũng được, chỉ cần báo trước với tôi một tiếng. Nhưng tuyệt đối không được đưa cô ta theo. Nhà tôi không chào đón cô ta. Mình đi thôi Tôm. Tôi đã để cô chịu thiệt thòi cái gì chưa? Mà cô lại đối xử với tôi như thế hả? Cô với nó đã qua lại với nhau bao lâu rồi? Anh Hoàng ơi, em biết sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi. Tha lỗi á? Cô bị điên à? Cô về cái thằng tình nhân của cô ấy, biến ra khỏi nhà tôi ngay. Hai người đã yêu nhau như thế, dắt tay nhau vào tù mà ở. Mọi người em xin ơi, em không muốn ở tù đâu. Biến ra khỏi nhà tôi ngay. Anh Hoàng Đâu? Để em xem, em chỉnh quần áo cho nào. Đây, vào anh xem đi. Em đã dặn mãi rồi là phải bẻ cái cổ áo ra. Không phải đâu, anh cố tình làm như thế để ngày nào vợ anh cũng chỉnh cho anh đấy. Anh chỉ coi cứ như tôi chết rồi ấy. Anh này, mẹ đang ở đây lại còn cứ trêu em. Kệ. Thôi đi làm đi, không buồn. Dạ vâng, thế con đi làm đây. Mẹ ở nhà đừng có bắt nạt vợ con nhá. Bố xử nhà anh chứ, lấy vợ rồi là quên luôn mẹ. Mẹ đối với con ấy, mẹ và vợ con luôn là số 1. Thôi, anh không phải nịnh nữa. Đi làm đi không muộn, có khách đến rồi kia kìa. Dạ vâng, thế thôi, con đi làm đây. Anh đi làm nhá. Anh đi đi. Dạ vâng ạ, chị đợi một chút ạ. Ôi, nhanh nhanh cái tay lên. Rót cho nó cẩn thận vào, không thì vai hết ra ngoài rồi kia kìa. Vâng ạ. Chị ơi, nước của chị đây ạ. Chị xin nhá.
cô ăn cả con dâu vừa sinh vừa ngoan thế này. Sướng nhất cô rồi nhá. Ôi giời ơi, nhưng mắt mũi cô nhìn thấy gì đâu, chứ chẳng làm được việc gì cả. Chị ơi, chị chờ để em gửi lại tiền cho chị ạ. Thôi, không còn trả lại chị đâu. Như thế sao được ạ? Một cốc trà đá chỉ có 5.000 thôi. Thế này chị gửi chắc bằng 4 cốc á. Người ta đã bảo không cần trả lại rồi thì thôi. Không biết hoàn cảnh nhà mình như thế nào à? Thôi, em cứ giữ lấy nhá. Chào cô ạ. Thôi, xong xuôi rồi, hết khách rồi, đi dọn dẹp đi, rửa cốc chén đi. Mà mắt của con không nhìn thấy, mẹ có thể... Bao nhiêu người mù người ta vẫn làm được việc ấy thôi. Phải tập cho nó quen đi chứ. Tôi già cả rồi, đã không phụng dưỡng được tôi thì thôi, lại còn bắt cái bà già này hầu hạ nữa à? Nhanh nhanh cái tay lên. Ui giời ơi đi. Thì lại phải mua đồ mới rồi, không làm được cái việc gì cả. Chị lại sao cái số của tôi nó lại khổ thế này, không biết bao giờ nữa. Trẻ thì nuôi con, già thì nuôi vợ của con. Rồi, đi ra chợ mua cái gì ăn đi. Nhưng mà con không quen với việc đi ra ngoài đường một mình ạ. Mẹ đi với con nhá. Nói thế thì tôi đi cho rồi. Với lại quán xá, ai trông cho mà đi, khách còn đang ngồi đầy thế này này. Nhưng mà con không biết chợ ở đâu ạ. Không biết thì phải biết mở mồm ra mà hỏi những người xung quanh chứ. Có mồm để làm gì, để trang trí à? À thôi đi đi, nhanh lên. Đi đi. Thôi thôi thôi, đi đi, nhanh lên. Nhỏ thôi, không cái Trang nó nghe thấy. Mua gì em ơi? Chị ơi, chị cho em mua một cái bắp cải nhá. Chị chọn cho em bắp cải nào tươi ngon vào nhá. Nếu bác đã đi theo Giao đến đây rồi, sao bác không mua nó cho nhanh, lại để Trang mua cái kia ạ? Cháu không hiểu được đâu. Già cả rồi, bệnh tật đầy người. Hôm vừa rồi bác đi khám, bác sĩ nói bác bị bệnh, không biết rồi sẽ đi từ lúc nào ấy cháu ạ. Mà đấy, con dâu bác thì như thế này, con trai bác làm ăn cũng không khấm khá gì. Nếu như bác có mệnh hệ gì, sau này các con bác nó phải tự bươn trải, nên những việc như thế này chúng nó bắt buộc phải học cháu ạ. Như vậy là cháu đã hiểu nhầm bác rồi ạ. Cô gái mà vợ làm con dâu của bác đâu, mình phải thương con dâu thì con dâu nó mới thương mình. Đã là kiếp đàn bà phải chịu thiệt thòi lắm rồi, giờ phải thông cảm cho nhau.
Con phải cẩn thận chứ. Sao mẹ lại ở đây ạ? Thế thì ai trông hàng ạ? Mẹ dặn con mua khoai tây, sao con lại đi mua bắp cải? Ăn không hết để lâu nó hỏng ra. Dạ, tại vì mẹ thích ăn bắp cải xào, thế nên là con mới mua bắp cải. Thế hôm nay mình không mua khoai tây, mình để hôm khác ăn được không ạ? Ngày tháng còn dài, hôm nay không ăn thì để hôm khác ạ. Mẹ lo cái gì ạ? Thôi, mình đi về đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi ạ? Mẹ đây. Đi. Mình về đi con. Vâng. Đây. Thơm quá. Thôi, bà. Bà cứ ngồi xuống đây, để anh vào giúp mẹ cho. Mẹ để con. Rồi, đây rồi đó. Rồi. Xong rồi các con ăn đi. Dạ vâng, con mời mẹ. Mẹ ăn đi. Con mời mẹ ạ. Đây, con ăn nhiều không ạ? Con mời mẹ ạ. Anh gì bây giờ còn nhớ gì đến mẹ nữa. Mẹ ăn đi ạ. Đây là món mà mẹ thích nhất đấy ạ. Cảm ơn con, mẹ xin. Ngon nhỉ anh nhỉ? Nhớ, em làm gì mà dậy sớm thế? Mấy giờ rồi? Bây giờ 4 giờ anh ạ. Mới 4 giờ em dậy sớm làm cái gì? Ngồi thêm tí nữa đi. Thôi, hôm qua Bin với cả bà bảo là muốn ăn gà hầm, nên là em định dậy sớm nấu nồi gà hầm cho hai bà cháu ăn đấy. Ê, bà xã của anh đúng là số 1. Nhưng mà cho anh ngồi thêm chút nữa nhá, anh buồn ngủ lắm. Rồi, anh ngủ đi. Bố ơi. Cô Bin, con trai của bố đánh răng chưa hả? Bố ơi, tay con đau. Tay con làm sao mà đau? Dạ, được bố xem nào. Anh. Em à, em đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong chưa? Em chuẩn bị xong rồi. Thế tay con vẫn đau à? Sau ấy thì con chừa đấy nhá. Thế cô Bin làm sao hả em? Anh ạ, hôm qua nó trèo lên mặt bếp, nó thèm ăn xúc xích quá, tí nữa thì ngã. May mà em đỡ, không thì ngã gãy tay rồi. Chết. Lần sau con không được nghịch ngợm như thế, nghe chưa? Kìa con. Vâng ạ. Thôi, hai mẹ con mời bà ra ăn sáng đi. Anh vào thay đồ để con đi làm. Vâng. Nào, cô Bin ngồi vào đây để bố vào thay đồ nào. Đó. Sao ấy, mày còn dám hé răng nửa lời thì chết với tao đấy biết chưa. Bốn! Cô già nói đâu? Hả? Sao ấy, mày chết mày... Bà đi! Này! Bà làm cái gì đấy? Bà còn muốn nhìn thấy mặt cháu nội của bà ấy thì bà liệu thần hồn. Bà nhớ chưa? Không ý, bà chết rồi tôi. À! Cái thằng này, sao mày dám cắn tao? Mày, mày có thích tao giết cả mày lẫn bà nội của mày không? Hả? Cháu dậy rồi à? Hai bà cháu dậy làm gì mà sớm thế? Người già và trẻ nhỏ, quan trọng nhất là giấc ngủ đấy. Thì mẹ chỉ muốn ra giúp đỡ em thôi, chứ có gì đâu. Phải không mẹ? Đấy, mẹ thấy chưa? Con đưa về cho mẹ một nàng dâu nhá.
còn tốt gấp trăm lần ấy cái nàng dâu đầu. Cô ấy rất là thương mẹ với cả bé Bin đấy, ngày nào cũng dậy từ sáng sớm để nấu ăn cho hai người. Bin, con cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn. Nào, bố không thích con nói chuyện trống không như thế đâu nhá. Nói lại cho bố, nhanh. Anh, có cái gì đâu. Thôi em nấu cơm xong rồi, cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm nhá. À, thôi, anh bây giờ chắc là phải đi luôn cho kịp chuyến bay. Bây giờ con đi đây ạ. Bố đi công tác mấy hôm, ở nhà con phải nghe lời bà, lời mẹ, nghe chưa? Ngoan, thì về bố mới có quà. Vợ này, anh đi công tác, ở nhà hai bà cháu nhờ cả vào em đấy. Anh yên tâm, anh biết tính em được gì. À, đây, em cầm lấy ít tiền để chi tiêu sinh hoạt. Mẹ, con đưa tiền cho Linh rồi, hai bà cháu mà muốn ăn gì thì cứ bảo vợ con nhé. Bây giờ con đi đây ạ. Anh đi nhá. Anh đi nhá. Chào bố. Ừ. Những đồ ngon như là nồi canh này không dành cho những kẻ nghèo hèn như bà con mày. Đây, ăn đi. Ăn cái này là ngon lắm rồi. Sao? Bà không ăn à? Ăn đấy hơi nhịn. Ơ kìa, cái thằng này. Mày con nhà lính tính nhà quan à? Tao cho cơm rồi, mày có dám nhẹ ra à? Hả? Công tiêu. Bà con chúng mày, đứa thì nhỏ, đứa thì già. Chúng mày tưởng tao là ô xin ở đây à? Mà muốn ăn gì được đấy, hả? Cô xấu lắm. À, cái thằng này cũng giỏi nhở. Mày có biết là tao lấy chồng về, tao phải phục vụ mẹ chồng với cả con chồng, tao mệt thế nào không hả? Còn bà nữa, bà ăn hay bà nhịn? Xem tivi à? Từ giờ ấy, hai bà cháu mày cút ra ngoài. Không kiếm tiền được ấy, nhà này không nuôi báo cô. Bố tao nuôi thôi. Bố? Bố mày hay là chồng của tao? Tao bảo này, bây giờ ấy, một ngày bà cháu mày không kiếm được 500 về đây thì đừng có mà ăn. Nghe chưa? Giờ ấy, thì cút đi. Cút đi. Cả mày nữa. Ờ, tôi nghe. Hợp đồng lần này rất là ok đấy bạn. Cảm ơn bạn nhé. Bạn là thế nào làm sao có chuyện đấy được. Rồi rồi rồi, đây, để tôi mở ra xem nhé. Kén cá chậm canh à? Ăn nhanh đi rồi còn đi làm. Ơ, anh. Quan đi. Quan đi. Ơ, tại sao anh đã về rồi? Tôi bảo quan đi cơ mà. Cơm thiêu rồi. Cơm thiêu?
thì tại sao con lại bắt mẹ tôi ăn? Không có, anh ơi, đấy là do dọ, đấy là do mẹ với cả cô Biên thích ăn mà. Được, đúng không mẹ? Đúng không con? Cô ngậm cái mồm vào, cô ăn đi. Hay là tôi nhét cho cô ăn nhá. Trong lúc tôi đi vắng, không ngờ cô lại bắt mẹ và con tôi đi ăn xin như thế à? Anh nghe tin đấy từ đâu đấy? Cô không cần biết đấy là ở đâu. Trên mạng xã hội thì kìa, đang tràn lan đầy hình ảnh hai người đang ăn xin như kìa. Anh... Bố ơi, con bảo là giết bà với con cơ ạ. Nào biết? Đừng mù! Cô ra ngoài, cô ra ngoài đây! Một đứa trẻ mà cô còn không tha, cô lại còn hăm dọa nó như thế à? Hả? Mẹ, cô Bin, lại đây với bố. Anh ơi, anh cho em xin lỗi. Anh ơi, bây giờ anh mà đuổi em đi thì em biết đi đâu hả anh? Anh cũng biết là em mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô đi đâu? Đấy là chuyện của cô. Cô là người sống thiếu thốn tình cảm mà cô lại đối xử ác với người ta như thế cơ à? Hả? Tôi nghĩ căn nhà này không thích hợp với cô đâu. Anh ra khỏi nhà tôi đi. Nhanh! Mẹ nhớ con thì mẹ gọi thì làm sao? Anh đưa đây. Em làm gì đấy? Lần sau anh ngủ ý, thì anh để chế độ máy bay đi. Đang đêm hôm ngủ lắm, anh tỉnh và ngủ. Em nói thế mà nghe được à? Nhớ may mẹ có chuyện gì thì làm sao? Mẹ có làm sao thì nó không gọi cho anh được rồi. Con mà kiếm cớ gây sự chú ý với con thôi. Không biết thương con cái gì cả. Đi làm cả ngày vất vả rồi mà đêm cũng không được ngủ. Thôi anh ngủ đi. Có gì mai nói chuyện, em buồn ngủ lắm rồi này. Dạ, cháu xin lỗi bác ạ. Không sao ạ, không sao ạ. Dạ vâng, thôi cháu đi đấy ạ. Sao bác lại ngủ ở đây ạ? Cô ơi, mấy giờ rồi hả cô? À, dạ, bây giờ là 6 giờ chiều rồi ạ. Ôi trời, may quá. Chắc là vợ chồng nó cũng sắp về rồi. Đây là nhà con trai tôi. Vợ chồng nó là Hoàng với Ngọc ấy. Thế là bác là mẹ của vợ chồng anh Hoàng chị Ngọc ạ? Cháu làm cùng công ty với chị Ngọc. Nhà cháu ở bên cạnh đấy ạ. Thế à? Vui quá nhỉ. Mà hình như lúc sáng cháu gặp bác đúng không ạ? À, chẳng nhẽ tôi ra đây từ sáng sớm nhưng mà vợ chồng nó đi làm nên tôi phải ngồi đây đợi. À, nhưng mà sao bác không gọi điện cho vợ chồng anh chị ý về mở cửa lại để bác ngồi ở đây thế này? Tôi có gọi điện rồi nhưng là chắc vợ chồng nó bận quá. Bận đến đâu thì bận cũng phải gọi lại cho bác một cuộc chứ. Bác ngồi đây từ sáng đến này chắc là bác đói lắm rồi ạ. Tôi cũng không đói lắm, không sao đâu cô ạ. Dạ. Ô, mẹ. Sao mẹ lại ở đây? Tại mẹ lo quá nên là mẹ ra xem các con thế nào.
Bác đợi anh chị từ sáng ở ngoài cổng đấy ạ. Sao anh chị không gọi cho bác một cuộc? Thôi chết, con bận quá. Con định tối gọi cho mẹ. Con đâu có biết mẹ ra đâu ạ. Ừ, mẹ không sao. Dạ thôi, cháu xin phép đi về đấy ạ. Cháu ơi, bác có ít rau củ của nhà trồng được ấy, cháu cầm về đấy mà ăn. Dạ, thích quá bác ạ. Bây giờ quà quê là quý lắm đấy ạ. Thôi, cháu xin phép bác, chào anh chị về ạ. Đây, mẹ vào nhà đi. Ê, mẹ từ từ đã. Mẹ ra ngoài hành lang kia, mẹ phủi hết đất cát cho quần áo đi, rồi mẹ hãy vào nhà mẹ ạ. Sáng nay mẹ vội xuống ruộng hái rau nên... Em, mẹ lên thăm mình có sao em mà thế? Anh nhìn mẹ xem, người mẹ thì còn đất còn cát thế này. Bây giờ đi vào nhà nhá, ngồi vào cái sofa rồi bẩn hết ra, rồi lại phải mất công lau dọn. Nhưng không nói thế được. Em nói sai à? Hả? Có gì thì em nói đấy. Mất lòng trước mà được lòng sau. Với cả ấy, cái nhà này ý, anh có bao giờ phải dọn đâu mà anh biết được. Ngọc nó nói đúng đấy. Do mẹ sơ ý, sáng nay mẹ xuống ruộng hái rau, về vội đi chuyến xe nên là chưa rửa sạch. May mà có vợ con nó nhắc chứ mẹ không để ý đâu. Đấy, anh thấy chưa? Có cái gì thì cứ nói thẳng ra cho nó dễ sống. Mẹ, mẹ vào nhà đi. Xong tí nhà con nấu cơm xong thì mẹ vào ăn nhá. Con vào nhà này. Con bầu bí ngén ngẩm để mẹ làm cho. Mấy cái đồ này mẹ không biết dùng đâu. Rồi bất công làm hỏng đồ nhà con ra. Không sao, con cứ chỉ cho mẹ là mẹ biết. Con đã bảo mẹ không phải làm cái gì cả rồi. Thôi. Con đã bảo mẹ không phải làm gì cả. Mẹ cứ ra phòng khách mẹ ngồi cho con nhá. Thế là được rồi. Tay chân cứ như cả năng ngâm rửa ấy. Không thể nào mà chịu được. Thì con để dép của mẹ ở trong túi ni lông ở ngoài hành lang ấy nhá. Mẹ, con vừa mới dọn phòng của cháu ấy. Mẹ vào nằm nghỉ đi, xong rồi tí ra ăn. Cái gì? Anh dọn phòng của con cho mẹ nghỉ á? Ừ. Không được. Sao? Sao lại không được? Thế bây giờ mẹ nghỉ ở đâu? Anh đi vào đây. Đây là phòng riêng của con, không phải là phòng cho khách. Mẹ chưa ai mà khách. Với lại mẹ không nghỉ ở đây thì nghỉ ở đâu? Phòng toàn đồ mới sạch sẽ, chân tay mẹ thì bẩn thỉu. Ngủ đây á, có mà bẩn hết phòng con à? Này, em cụ bé cái mồm lại được không à? Mẹ nghe thấy bây giờ. Em nói đúng chứ sai cái gì? Bẩn thì bảo là bẩn, chứ không nói là sạch sẽ à? Bé cái mồm lại. Em không biết, anh thích thì bảo mẹ đi về đi. Mẹ ra thăm mà em nói như thế được à? Hả? Chưa bảo nó tự ý ra. Thì ra mà thuê nhà trọ mà ở. Này, đừng có quá đáng, đừng có ích kỷ quá, không đừng có trách anh đấy. Mẹ ở lại chờ với nhà con vài hôm đã. Hai vợ chồng con có gì không phải, mẹ đừng có để ý nhá. Ngọc ơi, con ra đây, mẹ có chút chuyện muốn nói với hai đứa. Hai hôm vừa rồi, mẹ gọi điện cho các con không được, mẹ sốt ruột quá. Với lại, hôm trước mẹ nằm mơ thấy cái Ngọc nó ngã, nên mẹ lo. Mẹ suốt ngày mơ với chả mộng. Em, hôm nay mẹ ra đây,
thấy các con khỏe mạnh như thế này là mẹ yên tâm rồi. Giờ mẹ xin phép hai con, mẹ về để cho kịp chuyến xe tối. Mẹ, mẹ ở lại chơi bọn con vài hôm đã. Chứ vừa mới lên, cả ngày đã ăn uống gì đâu, mà vừa mới lên lại về à? Thôi con ạ, ở quê mẹ còn lợn gà, mẹ phải về để chăm lo. Lên đây thấy hai đứa không sao cả là mẹ yên tâm rồi. Với lại ở thành phố mẹ không quen nên là khó ngủ lắm. Thôi, hay bây giờ thế này, mẹ cứ ăn cơm đi, xong rồi tí nữa con đưa mẹ ra xe nhá. Ngọc ạ, mẹ biết là con bầu bí thì rất khó chịu. Con chịu khó giữ gìn đi đứng cho cẩn thận, tầm bổ vào để cho mẹ khỏe con khỏe. Vâng ạ. Mẹ có mang lên cho con ít rau sạch, thịt gà, trứng gà, cả cá chép nữa. Toàn những thứ bổ cho em bé thôi. Con chịu khó ăn uống vào cho nó khỏe. Tết năm nay nếu như con sắp xếp được ấy, thì về quê ăn Tết với mẹ. Thôi, mẹ về đây không nghỉ muộn. Mẹ ơi, mẹ đợi con nhá, tí con đưa mẹ ra xe ạ. Đấy, em hài lòng chưa? Anh lúc nào cũng mẹ. Ai bắt mẹ anh ra đây chứ? Ừ, rồi. Em cứ sống cái kiểu đấy đi nhá. Này, em làm cái gì sai chứ? Tất nhiên nhá. Thôi thôi mọi người đi đi. Tôi với lão chồng tôi cãi nhau cả tháng nay rồi. Từ hôm mẹ chồng tôi lên đi, có nói chuyện với nhau đâu mà rủ. Thôi nhá. Chồng gì đâu mà rõ vô tâm. Vợ thì đang bầu bí mà chẳng thèm quan tâm gì. Nào, cố lên nào. Được rồi. Rồi mẹ cố lên đây. Mình ngồi xuống đây. Rồi. Mẹ có thấy đỡ đau nhức hơn không ạ? Con thấy dạo này mẹ đau mỏi xương khớp, lại còn mất ngủ nữa. Thế nên con mua cái ốc chó thảo mộc bao bảy để cho mẹ ăn. Mẹ chịu khó ăn để bồi bổ sức khỏe mẹ nhé. Ngon, ngon lắm con ạ. Mẹ cứ sống mãi vợ chồng con mẹ nhé. Con đúng là đứa con dâu hiếu thảo của mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Nhờ có mẹ mà vợ chồng con mới có chỗ dựa tinh thần. Mẹ cứ sống thật khỏe mạnh để làm chỗ dựa vững chắc cho vợ chồng con mẹ nhé. Mẹ ra ngoài hành lang kia, mẹ phủi hết đất cát cho quần áo đi, rồi mẹ hãy vào nhà mẹ. Còn cát thế này, bây giờ đi vào nhà nhá, ngồi vào cái sofa rồi bật hết ra, rồi phải mất công lau dọn. Con bầu bí ngén ngẩm để mẹ làm cho. Mấy cái đồ này mẹ không biết dùng đâu, rồi mất công làm hỏng đồ nhà con ra. Anh dọn phòng của con cho mẹ nghỉ á? Ừ. Không được. Mẹ có mang lên cho con ít rau sạch, thịt gà, trứng gà, cả cá chép nữa. Toàn những thứ bổ cho em bé thôi. Con chịu khó ăn uống vào cho nó khỏe. Vợ chồng thằng Tài nhà tôi về quê ăn Tết đúng qua. Chúng nó mua cho tôi cái khăn đẹp lắm. Thế khi nào vợ chồng thằng Hoàng nhà bà về?
Mẹ. Hai con về khi nào thế? Sao không nói cho mẹ biết sớm? Năm nay bọn con sẽ ăn Tết cùng mẹ ạ. Có thật thế không? Mẹ đang mơ hay là sự thật đấy con? Là thật mẹ ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Sao con ích kỷ, vô tâm quá. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé. Mẹ, lỗi do con á. Do con vô tâm, không đến cảm xúc của mẹ. Con đã để mẹ cô đơn mấy năm qua. Hai đứa về đến đây là mẹ vui lắm rồi. Mẹ, mẹ còn chưa sắm sửa Tết gì cả các con à. Không sao mẹ ạ, chút nữa cả nhà mình cũng đi sắm Tết mẹ nhá. À mẹ ơi, con có quà để biếu mẹ đây ạ. Mẹ ơi, đây là cái ốc chó thảo mộc 37 vợ chồng con mua để biếu mẹ bồi bổ sức khỏe. Mẹ thử xem hợp không ạ? Ngon lắm, dễ ăn mà mẹ cảm giác lại còn có nhiều chất dinh dưỡng nữa ấy. Dạ đúng rồi đấy mẹ ạ. Cái ốc chó thảo mộc 37 này được làm từ các hạt dinh dưỡng nhập khẩu như là ốc chó này, maca, hạnh nhân, hạt điều và rất nhiều các hạt dinh dưỡng khác. Điều đặc biệt là kẹo này có tới 50% được làm từ hạt ốc chó. Ngoài ra còn có thành phần là sô cô la giúp sáng mắt, bổ não, rất tốt cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ đấy mẹ ạ. Kẹo mà cũng có nhiều tác dụng thế hả con? Vâng ạ. Mẹ ơi, không chỉ tốt cho những người lớn tuổi và trẻ con đâu ạ. Anh thấy trang mách ấy, là những bà bầu như em nên sử dụng kẹo này thay cho sữa bầu, vừa tốt cho sức khỏe, đầy đủ chất, con phát triển tốt từ trong bụng mẹ mà mẹ không hề bị tăng cân. Đặc biệt là sau sinh còn lợi sữa, mỗi ngày ăn từ 9 đến 10 viên là vừa thơm ngon, vừa tốt cho sức khỏe. Thế hả anh? Thôi, bây giờ mình vào dọn nhà rồi sắm sửa Tết đi mẹ đi. Thế là năm nay nhà mình được ăn Tết vui vẻ, đoàn tụ cả gia đình nhờ các con. Đi vào với con. Em quá đi mất. Thôi, anh cứ như trẻ con ấy. Anh buông ra đi, người ta thấy người ta lại cười cho ấy. Thì anh nhớ em thì anh mới như vậy. Mà này, hôm nay ra mắt mẹ anh đấy, em có hồi hộp không? Cũng có anh ạ, nhưng mà em có mua quà cho bác đấy. Không biết bác có thích không nữa. Tất nhiên là mẹ anh sẽ rất là thích rồi. Này, mẹ anh không phải là người ấy, khó tính với cả con dâu tương lai đâu. Mà này, mẹ còn đang sợ anh còn đang ế nhá. Mẹ mà biết là hôm nay em về ra mắt ấy, chắc là mẹ vui lắm đấy. Thật không? Cô muốn bước chân vào nhà này thì trước hết cô phải xem bản thân mình đã có đủ tư cách chưa. Có thể cô đủ năng lực ở bên cạnh con trai tôi, nhưng tôi e là cô chưa có đủ năng lực và tư cách để làm con dâu nhà này. Mẹ, sau ngày trước con nói về Thư thì mẹ lại không ý kiến gì. Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ nghe. Mẹ tưởng hôm trước thái độ của mẹ đã nói lên tất cả những điều đó rồi. Vậy mà tại sao hôm nay con vẫn cứ cố tình đưa cô ta về đây? Con có biết phụ nữ là món trang sức quý giá nhất của chồng không? Chồng sang là nhờ vợ đẹp. Hơn nữa, con dâu tương lai của mẹ thì phải xứng đôi vừa lứa với gia đình nhà mình. Bố mẹ Thư là giáo viên, còn là giáo sư có tiếng ở trong trường nữa. Thư thì là giám đốc của công ty mình. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như Thư, nếu mà con lấy được cô ấy thì con quá hời còn gì nữa. Mẹ đừng có mà xét nét quá đi.
Chị giỏi thật đấy. Mới có một thời gian ngắn thôi mà chị đã dạy được con trai tôi cãi lại lời mẹ. Tôi đúng là phục chị. Chị quả là sinh ra trong một gia đình gia giáo có khác. Cháu không dám như thế đâu ạ. Lại còn có cái tật nhảy vào họng của người lớn nữa à? Chị ghê gớm thật đấy. Mà tôi cũng nói cho hai anh chị biết nhé, tôi là tôi không ưa những cái đứa con gái của gia đình bình thường. Con gái bây giờ ấy toàn tính lắm, không biết lấy dâu về nhà hay là rước hổ về nữa ấy. Con không ngờ mẹ lại nói thư như thế đấy. Con mà biết trước ngày hôm nay mà như này ấy, con cũng không muốn có buổi gặp mặt như này đâu. Thôi, công ty con có việc bận rồi, con xin phép đi trước. Đi thôi em. Để xem cô ở bên con trai tôi được bao lâu. Con trai tôi quyết tâm ở bên cô như thế nào thì tôi quyết tâm đẩy con trai tôi ra như thế. Em vẫn suy nghĩ về chuyện mẹ anh à? Vâng ạ. Thư này, em đừng giận mẹ anh nhá. Tính mẹ anh ấy từ trước nay vẫn thế. Mẹ thường để ý những người xung quanh. À, mỗi lần mà có ai có ý định làm bạn với anh ấy, mẹ thường nghĩ họ là sẽ có ý đồ xấu. Cho nên từ nhỏ anh rất là cô đơn. Coi thật là như vậy không hả anh? Ừ. Cho nên từ lúc anh tìm thấy em, yêu em, anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh mong là em đừng vì có chuyện này mà vứt bỏ tình cảm của mình nhé. Cô vẫn còn tâm trạng ngồi đây được à? Chào chào bác ạ. Hôm nay tôi đến đây không phải để chơi hay là chào hỏi cô. Người ta nói ăn lộc vua thì phải làm cho vua. Nhưng mà tôi nhìn thấy cô thì khác đấy. Ý bác là như thế nào ạ? Là có người ăn lộc vua nhưng mà chỉ ngồi chơi, rồi tính kế cướp con trai của vua để bước chân vào nhà quyền quý. Đời cũng có nhiều chuyện hay thật đấy. Nhìn mặt cô, chắc cô có được cái vị trí này thì cũng phải ngọt nhạt với con trai tôi lắm nhỉ? Cô nhìn lại bộ dạng cô xem, từ tư cách đến địa vị, liệu có xứng với con trai tôi không? Bác ơi, cháu là có tình cảm với anh Trung thật lòng bác ạ. Cháu không màng cái gia tài nhà bác đâu ạ. Còn cái vị trí cháu đang ngồi ạ, là do cháu cố gắng mà có được, chứ không phải nhờ ai đâu bác ạ. Cũng mạnh mồm lắm. Vậy cô thử chứng minh xem. Bác muốn thế nào ạ? Sắp tới công ty chúng ta có một hợp đồng hợp tác với công ty Nhật Bản, nhưng ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cô giỏi thì vào ký hợp đồng. Nếu như được ý, thì tôi đồng ý. Còn không thì yêu cầu cô rời xa con trai tôi ra. Nhớ chưa? Mẹ, con ở ngoài, con đã nghe thấy hết rồi. Hợp đồng lần này rất là khó. Đã 5 người đi rồi, không ai thành công cả. Mẹ làm như vậy chẳng khác nào mẹ đang làm khó Thư. Con không đồng ý. Từ khi nào mẹ làm việc mà phải xin ý kiến của con? Nếu như con không đồng ý thì chia tay cô ta đi. Còn không ý thì đứng đó mà nghe. Con không đồng ý. Và con cũng không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình cả. Vậy là con cãi lời mẹ. Giỏi lắm. Con đi làm có chút địa vị là con quên cái bà già này sao? Nếu như con không đồng ý, con muốn làm theo ý của con, thì từ nay trở đi con với mẹ từ mặt nhau đi. Okay. Bác ơi, con mong bác đừng giận ạ. Con chấp nhận yêu cầu của bác ạ. Con sẽ đi lấy hợp đồng này về. Nếu mà con không lấy được, con đồng ý với điều kiện của bác chia tay anh Trung ạ. Thôi được rồi, tôi sẽ chờ. Nhớ kỹ lời hứa của cô đấy.
Phải. Lý do mà tôi không chọn cô ta á? Nhìn cả người cô ta thì xinh xắn đấy, nhưng mà hàm răng thì ố vàng, phá hỏng cả khuôn mặt. Người ta bảo phúc đức tại mẫu, mà mẫu như cô ta thì hỏng. Cho nên ý, tôi phải phá bằng được chuyện tình này của thằng Trung. Không thể chấp nhận được. Tôi rất mong là anh ký hợp đồng này của chúng tôi ạ. Rất tiếc, tôi từ chối. Những điều kiện trong bản hợp đồng này khá hấp dẫn, nhưng nó quá thường. Các công ty khác đều đưa ra những mức hợp tác hấp dẫn hơn. Vì sao tôi phải ký với cô? Tuy các công ty khác có những điều khoản rất hấp dẫn, tuy nhiên công ty tôi thì có những điều mà công ty khác không hề có ạ. Cô làm tôi tò mò đấy. Đó là gì? Đó chính là sự chân thành ạ. Tôi từ Hà Nội vào đây để mong được hợp tác với công ty anh. Tôi biết là anh rất là bận, tuy nhiên là tôi đã đợi chờ và tìm kiếm anh bấy lâu nay rồi. Tôi rất là mong được hợp tác lần này. Tôi nghĩ là công ty tôi có những điều mà khiến công ty anh hài lòng ạ. Có vẻ như cô rất hiểu cách làm việc của tôi. Nhưng thú thật, tôi thường xem trọng những người có ngoại hình cùng năng lực. Hợp đồng này tôi từ chối vì tôi chưa thấy hài lòng lắm về lần gặp này. Chào cô. Ông ấy nói với mày như thế á? Nhưng mà thực sự là cái công ty tao ấy rất cần cái hợp đồng này. Nếu mà không có chắc tao chết mất. Ôi, chẳng biết số tao khổ thế này nữa. Hay là ông trời đối xử tệ với tao hả mày? Chắc là do răng tao xấu nên là tao không có tình yêu, có đúng không? Này, tao nói thật nhá, tao thấy mày có khả năng, chỉ là thiếu một chút may mắn thôi. Hay là mày đi bọc răng sứ đi. Bọc răng sứ á? Ừ, mày bọc răng sứ xong răng của mày trắng sáng hơn đúng không? Giao tiếp lại còn tốt hơn nữa. Như thế chẳng phải thay đổi cuộc đời của mày rồi đấy à? Nhưng mà bọc răng sứ ở đâu thì uy tín và chất lượng bây giờ? Thế thì mày lại chưa nghe câu chưa đi chưa biết ân tâm, đi rồi mới biết an tâm thế nào rồi. An tâm? À, nha khoa ân tâm có đúng không? Chính xác, nha khoa ân tâm nhá, an toàn về dịch vụ, chất lượng, giá thành lại còn phải chăng nữa. Chỉ cần mày đi đến đấy, mày nói mày có nhu cầu bọc răng sứ, sẽ có một đội ngũ nhân viên tư vấn cho mày nhiệt tình, chi tiết lại còn miễn phí nữa. Dịch vụ chăm sóc cực kỳ tốt, lại còn được bảo hành. Mày đi đến đấy làm xong mày hài lòng tuyệt đối luôn, là con gái phải xinh đúng không? Ngày xưa tao chẳng có biệt danh là Thu Bẩu còn gì nữa, làm xong răng đều tăm tắp, bây giờ tự tin hơn hẳn còn gì. Được rồi. Sự kiên trì và nhẫn nại của cô đã làm tôi thay đổi ý định và có cái nhìn khác về công ty đấy. Cảm ơn anh. Mong có lần nào anh ra Hà Nội, công ty tôi được hân hạnh đón tiếp anh ạ. Được. Cô nhớ đấy nhá. Dạ. Tôi không nghĩ một cô gái nhỏ bé như cô lại dám thay đổi ngoại hình để có được thành công đấy. Vâng ạ.
chỉ là thay đổi mỗi hàm răng thôi, nhưng mà tôi thực sự thấy nó rất tự tin trong cuộc sống, nó giúp tôi công việc may mắn hơn nữa. Tốt. Công ty chúng tôi có câu không bao giờ là quá trễ cho việc thay đổi. Chúc cô thành công hơn trong công việc. Vâng, chúc anh thành công trong công việc ạ. Mẹ, sao rồi? Con trai cưng của mẹ, cô bạn gái của con thế nào? Đã về chưa? Mẹ, con thấy vụ cường lần này nó quá là vô lý. Mẹ biết hợp đồng rất là khó, công ty mình đã cử rất là nhiều người đi rồi và đều toàn thất bại. Tại sao mẹ lại giao cho Thư là như nào? Còn sao thế? Hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội sao? Đây mới chỉ là một phép thử đơn giản. Nếu như cô ta thấy khó mà chùn bước thì chứng tỏ là cô ta không yêu con. Hơn nữa, một cái việc còn con như thế này mà cô ta không hoàn thành được thì làm sao xứng đáng là phu nhân tương lai của giám đốc? Mẹ. Cháu chào bác ạ. Dạ, cháu hoàn thành nhiệm vụ ở đây ạ. Giờ thì bác cho cháu và anh chung quê nhau được rồi chứ ạ. Cô đã làm được việc này rồi sao? Dạ vâng ạ, đối tác rất là hài lòng với công ty mình đấy ạ. Hơn nữa, nếu mà công ty mình mà làm đúng thời hạn và đúng với cam kết thì người ta còn ký hợp đồng dài dài với bên mình đấy ạ. Thư, em nói thật không? Em đã thuyết phục được đối tác rồi á? Vâng ạ. Thật không ngờ, một cái hợp đồng khó khăn như thế này mà cô đã hoàn thành. Không những thế, lại còn hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Thư này, hình như là anh thấy em khác gì nhỉ? Răng trắng hơn, lại đều hơn nữa này. Dạ ạ, nhân lúc đi Sài Gòn ký hợp đồng, em đã làm răng sứ rồi. Anh thấy thế nào? Em bọc sứ đấy ạ. Trông em làm xong, xinh lắm. Cô làm tốt lắm. Con dâu nhà này phải như thế chứ. Vậy bác cho con và anh chung quanh nhau được rồi chứ ạ? Tôi đồng ý. Không những thế mà tôi còn rất thích tính cách của cô. Cô biết chăm sóc bản thân và còn biết để tâm đến những lời tôi nói. Cô dám thay đổi mình để trở nên xinh đẹp hơn, để chứng tỏ là mình xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất. Cháu cảm ơn bác ạ. Bác gì nữa, từ giờ gọi mẹ đi. Dạ mẹ ạ. Thế chứ, chiều nay con rảnh thì qua nhà mẹ ăn cơm nhá. Dạ vâng ạ. Đấy đấy, mẹ có con dâu cái là chuẩn bị quê con trai mình ngay. Tôi mà thèm anh á, từ giờ trở đi đừng có mà ghen tị với con dâu của tôi, đúng không con? Dạ mẹ. Con có rảnh không đi uống trà với mẹ và kể cho mẹ nghe quá trình làm răng. Mẹ đây cũng muốn bọc răng sứ đấy. Dạ mẹ, con làm ở nha khoa Ân Tâm mẹ ạ. Ở đó vừa tốt này, giá thành lại phải chăng, dịch vụ thì cực kỳ là chuẩn luôn ạ. Vâng ạ.